Nè anh ngốc, anh sao rồi? Có sao hay không? Em không cần quan tâm tới cậu ta đâu. Nếu cậu ta thấy đói bụng, cậu ta biết tự đi ăn. Cùng lắm thì để cậu ta chết đói là xong. Đó đó em coi, đáng ghét gì chưa. Ê, hai người thiệt là. Mặc kệ hai người. Em biết anh đã tỉnh, em hái cho anh mấy bông hoa tươi nè. Sẵn tiện hỏi anh có muốn cùng em với anh Ngốc ăn bữa sáng không? Anh cũng phải ăn cái gì đi chứ. Hay là em mang thức ăn đến cho anh ăn nha. Anh không lên tiếng nghĩa là anh đồng ý. Được, em đi lấy. Ăn đến rồi. Vậy thì em để ngoài này nha. Em sẽ đi đây. Em sẽ không lén nhìn anh ăn đâu. Em không lén nhìn thiệt mà. Em để đây đó. Hỏi mình câu hỏi này, cứ coi như em biết em là ai. Vậy thì sao chứ? Em tên là Diệp Sa, đến từ một nơi rất xa. Em sống bằng nghề bán tranh, được người bạn tốt bụng là A Ngốc cho ở đây. Nhưng mà cho dù là biết tên, thân phận, gia cảnh, vậy thì đã sao chứ? Em vẫn không thể biết em là ai. Em vẫn không thể biết em từ nơi nào đến. Cho nên em thường đi du lịch đây đó. Em kết bạn và ngắm nhìn thế giới, vừa là du lịch vừa là tìm kiếm. Và từ từ em cũng sẽ biết được mình là ai. Còn anh là ai vậy? Mặc dù bây giờ anh không biết gì, nhưng mà đây cũng có thể là cơ hội tốt để anh làm mới chính mình. Thank you.
sao vậy? Nè, anh làm sao vậy? Cùng đi, cùng đi. Anh làm sao vậy chứ? Mở cửa đi mà. Tôi biểu cô cũng nghe, cô nghe không? Được, được, em đi liền. Chỉ cần anh đừng làm bị thương mình là được rồi. Cùng đi. Đi ngay. Cô Sang Thái, tôi giao hạnh phúc của tôi cho cô này. Đạo Minh Tử, em giữ chặt rồi. Em giữ chặt rồi. Sam Thái à, em mở cửa đi, cho chị vào đi mà. Sam Thái. Sam Thái, em làm cái gì vậy? Em tưởng em làm như vậy thì A Tự sẽ xuất hiện hay sao? Sam Thái, mở mở cửa đi. Bị tát à? Sao em mở cửa đi? Bị tát. Loại. Mình muốn về phòng ngủ. Bây giờ là lúc nào mà cậu muốn về phòng ngủ? Bị tát. Cậu muốn mọi người đều tức giận cậu mới vừa lòng sao? Đây là lỗi của tôi hả? Mình biết là cậu lo lắng cho Sam Thái và A Tự, nhưng mà cậu làm như vậy. Nhưng mà tôi làm cái điều gì không đúng? Không phải là không đúng, nhưng tôi mà cậu như vậy sao? Tôi làm sai sao? Chẳng lẽ chúng ta đứng nhìn Sam Thái tự dày dò mình hay sao chứ? Nhìn không nổi nữa thì đừng bỏ đi ngủ sao? Cậu cứ phải kích động làm như vậy sao có được hả? Hai người bình tĩnh một chút có được không? Ra ngoài đi. Có gì ra ngoài nói cho rõ. Biết cậu lo lắng cho Sam Thái và A Tự, nhưng mà như cậu tôi như làm vậy gì không đúng chứ? Không phải là không đúng, nhưng tôi mà cậu sai vậy. Sao tôi làm sai sao? Không lẽ chúng ta đứng nhìn Sam Thái tự dày dò mình hay sao? Nhìn không nổi nữa thì bỏ đi ngủ, làm như vậy mà coi được hay sao? Cậu cứ phải kích động tôi như có nói à? Sai điều gì đâu. Bình tĩnh một chút đi, hai người. Ra ngoài đi. Có gì ra ngoài nói cho rõ ràng. Không phải là muốn nói rõ sao? Bị tát à? Hiện giờ Sam Thái cũng đủ mệt rồi. Người có thể giúp được cô ấy chỉ có tụi mình. Chẳng lẽ chúng ta không nên bình tĩnh sao? Cậu tưởng là mình không muốn hả? Cậu nói đi, chúng ta làm sao để bình tĩnh đây? Sam Thái thì đau khổ, A Tự thì mất tích, chúng ta lại không giúp được chuyện gì cả. Cậu nói đi, chúng ta bình tĩnh bằng cách nào đấy? Bị tát à? Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp phải chuyện khó giải quyết như vậy. Cũng là lần đầu tiên biết được những mẹ bố chúng ta cũng chỉ là những người bình thường. Sau khi tốt nghiệp trường Anh Đức, mẹ bố cũng chỉ là danh từ đại diện cho tình bạn. Nếu như ngay cả tình bạn cũng không vượt qua nỗi thử thách, mình và chúng ta nên giải tán nhóm ngay tại Tây Ban Nha này đi. Giải tán cái gì? Không lẽ cậu muốn mình tìm ba người Tây Ban Nha lập thành nhóm F4 khác? Vậy các cậu đừng lấy tên F4 nữa, nên gọi là S4. Spanish 4. Cậu đừng có hỏng. Cậu cũng đừng có hỏng. Sao hả? Bây giờ quyết định giải tán hay là không giải tán? Tôi có được vinh hạnh để mời hai thành viên lâu năm của nhóm đi nhậu không? Tốt lắm. Đi thôi. Đi quán nào đây? Đợi một chút. Nếu đã không giải tán, vì mình có một chuyện cần nói rõ với các cậu. Còn có chuyện gì nghiêm trọng nữa đây? Đó là sau này tuyệt đối không được ngăn cản người khác đi ngủ.
Sắp tới đi đâu rồi?